What's up guys, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Mix It Up. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một loại cocktail được có thể gọi là huyền thoại trong những loại cocktail được phổ biến vào những năm 1990 từ một TV show của nước Mỹ tên là Sex and the City. Cosmo hay được còn gọi là Cosmopolitan là một trong những thức uống yêu thích của các quý bà. Hoặc là có phải như vậy không thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Nếu mà nói về lịch sử của Cosmo thì có rất là nhiều bartender sẽ cho rằng họ là người đầu tiên tạo ra Cosmo. Nhưng mà hãy nói về ngày mà Cosmo đã được trở thành rộng rãi và cũng như nhiều người biết đến, đó là vào những năm 90. Thì cũng như họ đã nói là về bộ phim Sex and the City. Cosmo có một hương chua thống trị, một chút ngọt của Cointreau, quả Nam Việt Quốc. Cái sự chua của nó, Nam Việt Quốc ở đây là cranberry, hương vị đặc trưng của Cosmo. Có nhiều người cho rằng Cosmo là một thức uống của phụ nữ. Nhưng mà đó có là thức uống của phụ nữ không? Hay là chỉ vì Cosmo ra đời vào khi mà Sex and the City đã trở nên rất là phổ biến ở nước Mỹ? Thì chúng ta hãy cùng khám phá nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng mix it up with Cosmo. Cosmo là một shaken cocktail nên các bạn sẽ cần những dụng cụ như sau. Shaker, dĩ nhiên là jigger. Và shaken cocktail chúng ta sẽ không thể nào thiếu double strainers. Cosmo là một dạng cocktail với vodka base, thì vodka sẽ là thành phần chính ở trong cocktail này, cũng như là orange liqueur. Các bạn sẽ cần quả Nam Việt Quốc là cranberry juice và nước chanh tươi. Các bạn sẽ cần 1.5 ounce vodka, 0.5 ounce nước chanh tươi, 0.75 ounce của orange liqueur hoặc là triple sec. Ở đây thì Hào có cranberry juice ở trong cái can này, thì Hào sẽ dùng cái này để làm cocktail. Và 0.5 ounce cranberry juice. Có một điều là các bạn đang học pha chế cũng như là các bạn đang làm bartender thì các bạn sẽ nói rằng chúng ta sẽ cần 1 ounce của cranberry juice bởi vì đó là sách vở ghi. Nhưng mà các bạn nên nhớ là Hào sẽ hướng dẫn các bạn làm cocktail và theo nghĩ đó là hương vị tốt nhất cũng như là ngon nhất cho cocktail của mình. Lý do, ngày xưa thì người ta sẽ hướng dẫn 1 ounce cranberry juice, đó là ngày xưa vào những năm 1990. Nhưng thời nay thì vodka hoặc là những loại liqueur nó có cái thành phần cũng như là những công thức nó làm cho rượu của mình nó ngon hơn, thì cái thành phần juice hoặc là cái ratio, có nghĩa là cái thành phần đo lường của mình như thế nào đó thì sẽ tùy vào khẩu vị của thời đại, đúng không ạ? Thì khi mà thời đại thay đổi thì khẩu vị của con người cũng thay đổi, cũng như là cocktail, đồng ý đó là những classic cũng như là những cocktail rất là phổ biến sẽ thay đổi và cũng tùy vào bartender họ sẽ thực hiện như thế nào. Đối với Hào, công thức này sẽ là công thức ngon nhất. Và cũng như đừng quên thêm vào 0.25 ounce simple syrup. Và các bạn có nhớ tại sao chúng ta thêm vào simple syrup không? Thêm vào simple syrup sẽ làm cho cocktail của chúng ta sẽ hòa quyện, cũng như là những thành phần của nó sẽ làm cocktail có thể cái vị mịn và ngon hơn. Và cuối cùng chúng ta sẽ thêm nước đá vào. Và các bạn đừng quên là khi mà chúng ta build cocktail thì chúng ta sẽ build trong cái nhỏ trước, rồi chúng ta sẽ lấy cái lớn để lên và shake. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng shake nhé. Nhớ bài trước không? Khi mà cái Boston Shaker nó có một cái lớp tuyết phủ như thế này thì cocktail đã lạnh đủ rồi. Cosmo là một cocktail được serve up. Serve up là serve không đá vào trong martini. À, đã có martini classy rồi, chúng ta sẽ cùng đổ cocktail vào nha các bạn.
Và đừng quên double strength for shaken cocktail. Về phần garnish, để kết thúc cái việc làm cocktail này thì chúng ta sẽ garnish với một lát chanh mỏng. Đó là cách mà Hậu thích làm cho cái Cosmo của mình nó đẹp như thế này. Các bạn có thể dùng một cái miếng chanh và để lên cái miệng của martini glass cũng được. Nhưng mà Hậu thích khi mà nó nổi lên cái cocktail, bởi vì cái Cosmo nó màu hồng đúng không ạ? Thì đây là miếng chanh màu xanh, hồng và xanh sẽ đi rất là đẹp. Và nếu các bạn để nổi như thế này. Vậy là chúng ta đã có món cocktail Cosmo hoặc là Cosmopolitan. Để mà quyết định một cái Cosmo có nó ngon hay không hoặc là nó có đẹp hay không thì màu hồng các bạn thấy trong cái cocktail này sẽ đạt đến điểm như thế này là cocktail đẹp. Nó sẽ không nhạt quá và cũng không đậm quá. Và chúng ta sẽ cùng thử nhé. Đúng như là những gì mà trên sách vở đã nói, cái hương cranberry juice này sẽ là cái hương nổi bật nhất, cũng như là một chút ngọt và một chút chua chua của vị chanh. Còn Cosmo có phải là cocktail của các bạn nữ hay không? Hào có thể nói hoàn toàn là không. Có thể là vì cái show Sex and the City đã làm cho người ta nghĩ là như vậy. Nhưng mà cocktail này có thể phù hợp với tất cả mọi người cũng như là mọi giới. Nếu như các bạn nam là chúng ta lại thích cocktail này mà sợ là bị gọi là nữ tính, thì các bạn sẽ có thể order cái này vào trong một cái rock glass, thì các bạn sẽ để đổ vào trong cái ly với nước đá. Về phần Cosmo có phải là một nữ tính cocktail không thì có thể hoàn toàn là không, bởi vì thời đại bây giờ chúng ta rất là open, phải không? Uống cái gì cũng được, làm gì các bạn thích và tận hưởng cái gì các bạn cho là đúng là được rồi. Họ hy vọng đây sẽ là một tập mà các bạn yêu thích, cũng như là những hướng dẫn cocktail để làm sao để tạo ra Cosmo. Và các bạn nên nhớ rằng đây là Cosmo công thức của Hào qua bao năm kinh nghiệm học hỏi làm bartender cũng như là để làm bar manager hiện tại. Thì đây là một công thức mà có thể có nhiều bạn có thể sẽ bàn cãi rằng đây không phải là công thức làm Cosmo, nhưng đây là Cosmo mà rất là nhiều người yêu thích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Mix It Up. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe, chia sẻ ở góc phải màn hình, cũng như là để lại những comment, những câu hỏi bạn đặt cho Hào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.